Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Trà Mà Bấy Đấu của Tùng Phú Thọ. Hôm nay mình sẽ lên cho các bạn một chiếc máy quay Panasonic. Thì dòng máy quay Panasonic thì mình cũng mới va chạm thôi, nhưng mà thật sự là mình cũng đáng ngạc nhiên về cái chất lượng của nó và cái hình thức thiết kế của nó. Và hôm nay chiếc máy mình muốn lên đó là chiếc Panasonic HCVK580. Đây các bạn nhé, đây là chiếc chiếc Panasonic HCVK580 của Panasonic. Đấy, con này là hàng xách tay. Đó, thường thường thì phụ kiện theo trong hộp, như nó sẽ có hộp hoặc adapter sạc này, dây sạc này, cáp HDMI này, và nó sẽ có thêm một cái cáp AV rắc hoa sen để cắm ra TV nữa. Đấy, thì hiện tại bây giờ là ví dụ như cái sạc adapter của dòng Panasonic này là nguồn ra của nó là 5V 1.8A. Đấy, ví dụ như là dòng Sony ấy, dòng Sony thì là sẽ là 5V 1.5A, như dòng Panasonic này là sẽ 5V 1.8A, đấy là sạc USB. Còn ví dụ như sạc adapter của cái sạc adapter dây của Panasonic nó là 7.8V. Đó. Để mình giới thiệu thêm một chút về con Panasonic HCVK580 này, thì về cái thiết kế của nó là khá đẹp. Vỏ nhám đen, vỏ của nó là vỏ chất liệu nhựa nhám đen. Đây là bề bên này, vỏ của nó là hình thức giả da, vứt vào vỏ nhựa như giả da sần, cầm rất chắc chắn. Ở đây chúng ta có cổng sạc này, DC này. Đó, chúng ta có cổng sạc DC này. Chúng ta có phím quay này. Chúng ta có nút zoom này. Phím photo này. Pin này. Pin thì đây là thanh gạt tháo pin này. Đó. Mình sẽ ngồi ngược lại cho anh em xem cho dễ. Đây anh em nhé, đấy, đây là phím zoom này, phím photo này, phím quay này, pin này. Pin con này sẽ là có dung lượng là 1940 mAh. Ống kính này, con này thiết kế là nắp ống kính tự động mọi người nhé. Mic thu âm này. Và đặc biệt hơn nữa, dòng này cao cấp hơn một chỗ là nó sẽ có 2 camera mọi người ạ. Đó, mình rất thích cái này. Đó, có thể giả sử như chúng ta làm video, chúng ta có thể quay được cả hình ảnh của chúng ta luôn. Đó, mình rất thích. Và ở đây chúng ta có phím tắt của bộ sưu tập. Phím tắt của bộ sưu tập này. Phím HDR này. Cái HDR này tí nữa mình sẽ nói sau. Phím tắt của Wi-Fi này. Phím bật tắt này. Cổng AV này. HDMI à. HDMI out này. Cổng USB này. Loa này. Và bây giờ thì mình sẽ giới thiệu sơ qua về cái thông số của con này. Con VK580 này tích hợp hai wifi mắt camera, một là ống kính chính, một ống kính phụ. Ống kính phụ này có độ phân giải là 2 megapixel, cho chúng ta xoay lật được ra đằng trước và ra đằng sau, quay ngang, và khi chúng ta gập vào là nó sẽ tắt. Đó, gập vào nó sẽ tắt. Về cấu hình quay thì ở đây chúng ta sẽ cái mục menu sẽ có hai phần, ví dụ như hai phần ở đây là record setup và setup. Setup này là cài đặt của máy quay, còn cái này là cài đặt của khi quay phim. Đây chúng ta sẽ có mức zoom, có 4 mức zoom. I zoom off là chỉ dùng zoom quang học. I zoom 90x là zoom mở rộng.
D-Zoom này là zoom kỹ thuật số. Ở kỹ thuật số này nó sẽ có hai mức, một là 150x và một mức nữa là 3000x. Đó, thường thường thì chúng ta sẽ chỉ sử dụng zoom 90x. OIS, OIS đây là chống rung. Active Static là chuẩn, Active là thông minh. Rec Format, đây là cái mục Rec Format này, nó sẽ cho chúng ta cài đặt chế độ quay ở file AVCHD đuôi MTS hoặc là file MB4 frame rate. Thì cái file MB4 frame rate này là chúng ta sẽ có thể là chuyển được sang qua điện thoại qua Wi-Fi này. Con này là tích hợp Wi-Fi anh em nhé. Chuyển qua Wi-Fi được này. Đấy. Ở dòng Panasonic này nó hay một chỗ là nó hay hơn dòng Sony một chỗ là chúng ta có thể cài đặt được. Hai file này chúng ta có thể cài đặt được là lưu file nào thì nó sẽ lưu file đấy. Nhưng dòng Sony thì nó chỉ lưu file AVCHD này thôi. Đấy. Lưu cố định file AVCHD. Đấy, đuôi là MTS. Điện thoại sẽ không đọc được. Nếu mà chúng ta chuyển qua Wi-Fi thì chúng ta phải bật đua video rec, và nếu mà chúng ta bật đua video rec lên thì nó sẽ lưu cả hai file. Nó sẽ lưu cả hai file này. Nó rất bất tiện là nó sẽ chiếm nhiều bộ nhớ. Nhưng ở dòng Panasonic này chúng ta có thể lựa chọn file MB4 riêng biệt. Đó. Và rec mode ở đây con này cao cấp hơn là phần rec mode. File MB4 chúng ta có thể là chọn 3 mục. Độ phân giải 720HD này. Độ phân giải 1080-28M này, là Full HD đấy nhá, ở mức 28M. Và 1080 ở 50M, rất là cao cấp, mình rất thích con này. Đấy, Full HD 1080-50M. Đó. Mình đã kiểm chứng khi mình quay clip của con này, mình chuyển sang điện thoại và mình cắm điện thoại vào máy tính và mình sao chép cái video từ điện thoại sang máy tính để mình phân tích cái video, thì đúng độ phân giải của nó là 1080x1920. Đấy. Nó sẽ không bị nén dung lượng lại, là file Full HD. Ở Sony chúng ta chuyển qua Wi-Fi thì nó chỉ là định dạng HD 720 thôi. Nhưng ở dòng Pana này thì nó sẽ cho chúng ta được file Full HD MB4. Đó, mình rất thích cái tính năng này. Và ở đây sẽ có rất nhiều tính năng nhưng mình chưa chuyên sâu về những cái mục này. Reversort này là cân bằng Chong Normal of báo cân bằng máy. Nó sẽ có một thanh cân bằng máy, tí mình sẽ nói cho anh em xem. Mic level. Đây ví dụ như chúng cân bằng máy, đây ở đây là cân bằng máy quay. Mục này là một cân bằng máy quay, khi chúng ta đặt lệch nó sẽ báo. Đó. Còn ở đây nó cao cấp hơn một chỗ là quay chế độ quay phim ở chế độ HDR. Nó ngang với dạng 4K anh em nhé. Đây là phím tắt HDR này. Đấy. Nó sẽ chuyển sang chế độ HDR rất là rõ nét, sắc nét. Và không biết là mục ở HDR này, để mình tìm hiểu xem là nó sẽ có, mình sẽ kiểm chứng xem là quay ở HDR này nó sẽ qua được file MB4 không. Nếu mà con này mà quay ở mục HDR mà nó vẫn xuất ra được file MB4 chuyển sang điện thoại Full HD thì quá tuyệt vời. Wi-Fi, ở đây chúng ta có phím Wi-Fi, phím tắt Wi-Fi. Ở cái phím tắt Wi-Fi này thì khi chúng ta ấn vào, rất hay ở chỗ là như con này nó có thể kết nối được với 2 đến 3 cái điện thoại cùng một lúc để nó nằm trên mục video của chúng ta. Khi chúng ta quay máy này, chúng ta kết nối với điện thoại. Khi chúng ta kết nối điện thoại, ví dụ như là 2 hoặc 3 cái điện thoại vào cái máy quay này, thì khi chúng ta quay cái máy quay này, ở trên file video của máy quay này nó sẽ hiện thêm 2 đến 3, thường thường là 2 cái màn hình của cái cam của điện thoại nữa. Đấy, có nghĩa là giả sử như là chúng ta đang quay cảnh ở một chỗ này, chúng ta lại còn muốn thêm quay một góc quay ở khác này, thì chúng ta kết nối với cái điện thoại nữa. Và 2 góc quay chưa đủ, chúng ta muốn thêm một cái góc quay ở phía bên cạnh nữa thì chúng ta kết nối thêm một cái điện thoại nữa. Thì khi ở trên file của cái máy quay này quay ấy, nó sẽ lưu được 3 hình ảnh, 3 video. Một video là video chính này. Đấy, 2 là của 2 cái điện thoại kia. Đấy, mình rất thích cái tính năng này của Panasonic.
Đó thì đây cũng có rất nhiều các kết nối của Wi-Fi. Màn hình có thể xoay lật cảm ứng 3 inch bạn nhé. Con này màn hình 3 inch cảm ứng xoay lật. Đây ví dụ như Link to Cache này là chúng ta chuyển dữ liệu từ máy quay sang điện thoại này. Low battery máy sắp hết pin rồi, mình quên mình chưa sạc đấy, nên là nó sẽ không cho báo cho kết nối wifi nữa. Nhưng mà file ở đây mình đã có một file mình vừa lấy mình quay thử. Đây là file mình vừa quay thử anh em nhé. Đó anh em xem file này nhá, để tí mình sẽ xem trên điện, mình đã chuyển qua điện thoại rồi, mình sẽ cho các anh em xem. Đó đây là file mình đã quay thử anh em nhé. Đó và mình sẽ cho anh em xem ở trên điện thoại sau. Con này thì thiết kế chống rung 50, nó chống rung không phải mắc liếc như dòng Sony. Nhưng thiết kế ống kính của nó vẫn là chống rung 50, cho độ chống rung rất tốt. Hầu như mình mới trải nghiệm thôi, nhưng mà mình cảm thấy là nó còn cảm giác nó còn nhỉnh hơn cả những cái dòng Sony cao cấp chống rung mắt liếc 50 của Sony. Đó. Và dòng này thì sử dụng thẻ SD, thẻ hình to. Đấy, thẻ to anh em nhé. Ống kính thì ống kính tự động. Ống kính dòng này vẫn mở về một phía, mở về phía bên dưới. Đó, rất nhẹ nhàng. Đó. Bây giờ mình sẽ cho anh em xem cái file mình vừa chuyển sang điện thoại. Đây là file mình vừa chuyển sang điện thoại của mình. Đó mọi người xem nhé, vẫn có hai màn hình bình thường, rất nét, rất sắc nét. Và file chuyển sang điện thoại này là file Full HD anh em nhé, MP4 Full HD 1920x1080 ở chế độ 50p, chế độ rất cao cấp. Mình đã giới thiệu cho anh em về chiếc máy quay Panasonic HCV580 của dòng Panasonic này. Thì hiện tại thì mình chỉ có duy nhất một con thôi. Đấy, mình có duy nhất con này thôi. Bởi vì dòng này nó giá nó rất chát. Ví dụ như con này giá thành của nó rất cao. Nó tương đối với một con, nếu mà máy đã qua sử dụng thì nó tương đối với một con PG675. Nhưng mà máy này thì là máy xách tay và máy cũng đã gọi là sử dụng lướt thôi. Nói chung lướt nó không đáng kể, nhưng mà máy nó vẫn còn đẹp như mới, không xước sát một chút nào. Vỏ đen nhám, sờ cảm giác rất thích và chắc chắn là sẽ rất rất khó xước với cái dòng vỏ đen nhám này. Camera phụ có hai camera, chúng ta có thể chỉnh điều chúng ta sẽ có thể điều chỉnh, ví dụ như là lên xuống đó. Đây là thanh này, thanh gạt lên gạt xuống của camera trước này. Đó. Mình có thể là chỉnh chiều lên xuống của camera. Đó. Ống kính quay góc rộng. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình nhé. Nếu mà các bạn thấy hữu ích, xin các bạn là like và chia sẻ và bật thông báo giúp mình để trải nghiệm với các dòng máy quay du lịch cầm tay hoặc máy quay gia đình. Cảm ơn các bạn. Sẽ hẹn các bạn trong video tiếp theo.